màu đỏ là đổi đời nha, màu may mắn á. Ăn với đồ nhuyễn ha, với đồ mềm á, chứ không ăn cũ được. Chỉ ăn ăn cũ là chỉ ăn được bí thôi, bí ăn trái bí thôi. Cái canh kia thì chị lấy nước. Thì cô bác anh chị thấy là ở đây nè, khủng khiếp không? Đây, và cái đây, đây là cái mặt đồng hồ số ấy, nó lắc lư à, kèn thì không kêu nha, không có hai cái kính chiếu hậu luôn, khá là nguy hiểm. Còn cái phần ở dưới là chỉ còn cái khung sườn thôi. Chiếc xe mà chị Dứa chọn là cô bác anh chị, một cái chiếc xe màu đỏ với màu đen, thấy cũng khá là dễ thương ha. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, cũng tranh thủ thời gian bé Tú đi ngủ á, thì Bùi Hồ cũng cùng với lại chị Dứa sáng nay thì anh Vũ chở Bùi Hồ đi để mà mua một cái chiếc xe mới cho chị Dứa chạy đi lại luôn. Chiếc xe này thì hình như là những cái gì nó cũng kêu, chỉ có kèn là nó không kêu thôi à. Thành nữ là hư hết đâu, chị nói cái nào hạng nào đâu, nó gãy nguyên khúc này nè, nguyên này ra luôn à, gãy hàng như này à. Hàng lâu lắm, anh ta không ăn tiền. Dạ. Cái bô này em thấy rụng nè, anh ta hàng có công có sức thấy không? Chân quá. Cái xe này mà đi xa là không có được đâu, ở trên này nè. Ôi, nè trên này nè. Như vết thương của chiến tranh vậy trời. Không có nào á. À, không có nào kêu chị, cái nào cũng kêu, chỉ có kèn là không kêu thôi đúng không? Không kêu. Thôi tranh thủ đi đi ha chị ha. Dạ phần quà hôm nay thì được bạn hàng ở Mỹ hỗ trợ cho chị cũng như là gia đình, mừng lắm hả chị ha. Ở đây á thì chị thích mua xe nào cho nó tiết kiệm xăng hay sao? Không biết hả, xe có nhiêu em? Khoảng chừng 20 triệu trở lại ha chị ha. Thì em thấy là có hãng quay Alpha á, thì nó vừa tiết kiệm xăng mà nó vừa đẹp những chiếc bên đó đó. Hả? Đó chị coi coi chị thích màu nào. Đúng rồi, quen pha là những chiếc này nè. Những chiếc này chạy bền lắm. Khác là màu này, màu này yêu nè. Đây, ba chiếc nè, ba màu nè chị. Có ba màu à? Màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu đen, giá nó khác, màu đen, giá nó cao hơn. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, chị thích màu nào? Màu này đẹp hơn à? Chị thích màu nào chị lấy màu đó, nhưng mà màu này là nó cao hơn. Màu này cao hơn hả? Dạ, màu nhám nó cao hơn. Màu xanh màu này còn màu đỏ nào? Màu đỏ đâu? Chiếc xe mà chị Dứa chọn là cô bác anh chị, một cái chiếc xe màu đỏ với màu đen, thấy cũng khá là dễ thương ha. Dạ, chị tính được cái thùng đó là mình cũng mừng nữa. Rồi sao mai mốt là đi bán vé số bằng chiếc xe nào? Đi dần dần hết bằng chiếc xe cũ. À. Còn bữa nào mình đi năm nay thôi, ấy xa xa đi xe đó để uống. Về với trùm mền á. Trùm mền hả? Nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên nghe chị nói là anh thích ảnh bị nặng, cái tự nhiên thấy cũng buồn buồn. Buồn. Sáng chị cũng buồn hiu. Dạ hả? Mấy ngày nay chị buồn hiu. Tại vì anh ăn không được. Mà lỡ hết rồi. Còn bé Tú thì sao? Bé Tú thì không ngủ. Thức không? Không hả? Cho nên chị mệt. Chị mệt theo. Chị hăng tiếng hết trơn. Thấy da con chị gậu quá trời. Vậy hả? Mà nó không ăn nữa. Có cái chị kia ở ngoài nước ngoài gửi về, gửi cho chị em gì đó, mua cho hai hộp sữa mà loại ăn không được đó. Hên xua. Đúng rồi, hên xua gì đó. Rồi sáng chị pha cho nó một cốc, cái ly mình uống lại hay chồng chồng nè. Đúng rồi. Cho nó uống và nó ngủ. Chị pha cho anh thích uống. Anh thích ông chưa uống. Ông đâu uống sữa bò à? Rồi không, chị... sữa đó uống là khỏi ăn được. Đúng rồi. Mà ông chưa uống, chị sáng với mua sữa bò về cho anh uống. Sữa bò. Hộp sữa bò mình á. Chị pha cho nó. Chị màu đỏ hết. Được tặng thêm gì chị? Nóng màu hiểm màu đỏ luôn. Dạ hả? Chị mừng dữ rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ chị chạy xe mới về đi, không chạy xe cũ của chị chưa? Được không? Đâu xe cũ chị đâu mà nói đúng không? Có đề đạp.
Đây không chạy thì đâu. Thôi chạy đi. Màu đỏ là đổi đời nha. Màu may mắn á. Hôm mới vừa chạy chiếc xe này về cô bác anh chị. Và chiếc xe đó là của chị. Mới vừa xuống chiếc xe này thắng không được tính. Tông vô cái chân của chị rồi. Dạ. Thì buổi hồi để so sánh khập khiển tí xíu nha. Để coi là cái chiếc xe nào này nó có cần phải thay mới không. Thì cô bác anh chị thấy là ở đây nè. À, khủng khiếp không? Đây. Và cái đây, đây là cái mặt đồng hồ số ấy. Đó, nó lắc lư à. Kèn thì không kêu nha. Không có hai cái kính chiếu hậu luôn, khá là nguy hiểm. Còn cái phần ở dưới là chỉ còn cái khung sườn thôi. Và buổi hồi chạy thì sợ nó sẽ có thể đứt ra làm hai luôn á. Ồ, phải nói là rất là nguy hiểm luôn. Chạy xe phải thay một cái chiếc xe mới. Nếu như mà không thay một chiếc xe mới là không thể nào đủ độ an toàn. Và ngày hôm nay thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều ha. Cũng cảm ơn bạn hàng ở Mỹ đã hỗ trợ cho chị Dứa có một cái chiếc xe mới luôn. Còn đây là chiếc xe mới nè. Chiếc xe này cái nào nó cũng không kêu, chỉ có kèn nó kêu tại vì nó chạy rất là im. Chị Dứa nói là chạy chiếc xe này sao mà nó im quá. Hả? Nhìn rất là đẹp luôn, màu rất là sáng cô bác anh chị. Còn bên kia thì nó là một cái phương tiện đi lại lúc mà chị không có. Tuy nhiên là để chạy thì nó không bao giờ nó đủ độ an toàn hết á. Tại vì không có kèn nè, không có kính chiếu hậu nè. Và đặc biệt là nó đồ gớt từng món hết á. Còn cái chiếc xe này á thì nó nhìn đẹp lắm. Làm gì anh chứ? Anh thích. Mấy ăn cơm kìa. Nhớ ra. Mấy ăn cơm. Ăn cơm mất lấy đồ kênh nè. Lên đồ. Bình. Ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Nhỏ không hay là năn nỉ muốn chứ. Nói gì? Anh nói là bé Tú khóc anh năn nỉ. Năn nỉ muốn chết luôn vậy. Tại vì nhớ mẹ hả chị chứ? Ủa không dám chị giờ nào chứ á. Ừ. Anh rửa cái tay anh rửa cái miệng mà anh rửa không được luôn á. Giật quá nhiều rồi. Ông đi té đầu gối ông là banh tành đó chứ em. Thương ghê trời. Té bể đầu gối chứ. Té bể đầu gối hết rồi kìa. Thôi, thôi. Tát da tát độ chứ. Cái tủ lạnh của chị thì bây giờ để ngoài này luôn, tại vì nó không còn sử dụng được nữa. Đi mới khoảng chừng 15 phút á là ở nhà bé Tú phải giật và khóc, thậm chí là khóc vậy. Anh thích là phải năn nỉ. Chào Tú. Chào anh đi con. Chào anh đi. Chào anh đi. Chào anh kìa. Chào anh vô đây, chào anh đi. Chào. Sao con khóc vậy? Khóc hả? Khóc. Đi dán đi. Không có một cái ý chí kiên cường và không đủ độ yêu thương thì chắc có lẽ là không ai làm được những cái chuyện như thế này. Tại vì quay qua thì chồng giật, quay lại thì con lại giật. Mà đi bước ra đường khoảng chừng 5 phút thôi là ở nhà cứ bé Tú cứ khóc đòi mẹ và chân tay thì rất là cứng luôn. Sao phải đè xuống hả chị? Để nó làm như là nó không cảm giác đè xuống nó mất nhiệt bên ngoài. À. Mình phải dịnh tiếp. À. Cho nên đâu có ai biết đường châm nó được đâu. Ừ. Ngồi đi. Em ngồi đi. Chị ngồi đi. Chị lấy gì á? Lấy tính lấy gần đây. Ăn đi. Hồi sáng giờ Tú chưa ăn cơm hay sao? Chưa, anh ngủ. Ừ. Ừ. Ô anh tắm là phải đùng đùng vậy đó hả? Không té qua, không té lại đi em. Chạy xế, mình không chạy tát da, chạy máu mình. Trời ơi. Tát vô thiết á. Đói không à? Cái bụng đó.
đói bụng hả? Bây chị cũng dữ lắm. Chị mới lo cho đi mẹ mẹ này cái con. Này là thịt phải nghiền ra vậy đó hả chị? Ừ. Bỏ vô xương điện mình nấu cơm đó. Ừ. Mình mới hầm cho nó mềm. Ừ. Giã ra em ăn mới được. Ăn với đồ nhuyễn ha, với đồ mềm á. Ừ. Chứ không ăn củ được chị ăn. Ăn củ là chỉ ăn được bí thôi. Bí. Ăn trái bí thôi. Cái canh kia thì chị lấy nước. Ừ. Nấu canh cứ lấy nước cho nó ăn. Còn củ cải đỏ rồi chị xay. Xay ra sinh tố hết trơn vậy đó. Cái nấu cho nó ăn. Cha la con ngủ không được à? Ừ, giờ là con thức con ăn được rồi. Để con ngủ chút xíu chút beo đó. À, mình chứng kiến tí xíu thôi nhưng mà thấy cái cảnh của ngôi nhà của chị anh Dũng. Dạ. Thấy nó bất bảo hết đúng không? Quay ngang thì chồng giật, quay ngang thì con la. Nào là phải đút cơm rồi đi tí xíu rồi tắm rửa nữa. Đâu có lo được mấy, đâu có lúc nào ở không đâu. Như chị không có vợ không? Không có vợ không? Dạ. Ban đêm á, mòn mỏi mà ngủ dữ lắm. Anh cái cơ thể của anh dứa anh hết toàn là thương tích không à? Giật dữ lắm, tắm giật qua giật lại té vô vách bung. Thậm chí mà anh treo cái tấm màn lên nó cũng đều rất là khó khăn luôn. Dạ uống đi, anh uống này, anh uống đi, em không uống. Anh cũng phá chất dầu nữa hả? Phá dầu dữ lắm. Nè anh, em về. Hôm trước em đưa dầu còn không? Còn em. Ừ. Em đưa dầu còn. Đưa dầu xanh còn. Dầu xanh. Nè, vô trắng. Ngồi đang quan cái chuyện trắng đắng đó. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chị? Anh tuổi chị luôn đó, 47 tuổi. 47. Ừ. Mà anh giật nhiêu năm rồi? Anh cũng bệnh xích với anh Tú lơ nhiều hơn. Mà hồi đó anh lắc ít hơn. Ông lắc hơi hơi à. Mà sau này hai cho con làm được nữa. Cho nên chị đi chị là chị hai cho con được không à. Đi đâu cũng đi hai cha con không, nuôi hai cha con không à. Thì em thấy cái nhà là vừa rồi bấm nguyệt cái trên đó ha. Mà nhìn cái nhà nó dài mấy chục mét á. Mà chị ấm nhỏ này biết rồi. Không tưởng nào nổi. Cái anh chủ nhà xin xe lăn luôn. Xin xe lăn cho ông đẩy đi tắm. Ấm nhà nó dài mấy chục mét, ấm cái thuốc mà sao tắm. Người ta cho chiếc xe lăn rồi đi về để lại cho người khác. Ừ. Để lại cho người khác luôn. Tại vì nó có cái này, nó có xe lăn. Gì con? Chị được ngồi đi chị. Ngồi, chị ngồi đi, chị ngồi đi. Ngồi đút em nói đi chị. Ngồi đi. Tú ăn được nhiều không? Cái bụng này ăn chứ được, cái này ăn nhiều này nữa. Nó đói. Mấy ngày nay nó không ăn gì chưa, sáng chị uống mắc lấy sữa cho nó uống. Ừ. Chị kêu cho được 2 lon sữa. Để lúc cơm gần xong đi rồi em bàn giao số tiền với lại chiếc xe, công bố số chiếc xe trước ha. Còn số tiền cất nhà với lại nếu như mà cất nhà được á, với lại thì em sẽ số tiền Mạnh Thường Quân còn dư thì em sẽ mua một ít đồ dùng vật dụng trong nhà khi nếu như mà được cất nhà mới á ha. À, cái số tiền mua chiếc xe của chị hôm nay á là được bạn Hằng ở Mỹ hỗ trợ. Em nhận được số tiền chuyển khoản là 21.436.000. Thì em mua chiếc xe là 19.500.000. Và có gắn thêm cái ba ga đằng trước cho chị để đồ á là 210.000. Thì hóa đơn chị vẫn còn giữ hết đó.
thì là tổng cộng là 19.710.000. Thì 21.436.000 trừ đi cho 19.710.000 á, thì còn lại 1.726.000. Thì cái số tiền này bạn Hằng hỗ trợ cho chị thì em sẽ để mua xe. Thì bây giờ cái chiếc xe cũ á, nó còn thiếu kiến hay là chị muốn chạy cho gần gần á, thiếu kiến hậu hay là hàng gì đó, thì chị lấy số tiền dư này chị hàng vô để chạy gần. Còn đi xa chút xíu hoặc là muốn an toàn hơn á thì chị chạy chiếc xe mới, chị có thể là bán chiếc xe cũ cũng được. Chứ em thấy chiếc xe đó nó quá nguy hiểm, thậm chí hồi nãy lúc xíu xíu nữa làm tông vô chị luôn rồi đó. Nó không có thắng rồi không biết đạp đâu luôn. Rồi không có hai cái kiến hậu mà qua đường, rồi cái qua đường rồi nhìn sao. Rồi chiếc xe ba gác kéo lần sau nữa, rồi kèn nó không kêu nữa. Một cái chiếc xe là cũ á, là cái gì nó cũng kêu chứ có kèn nó không kêu à. Còn chiếc xe mới thì kèn nó kêu thì mấy thứ kia nó chạy êm ghềm à. Chị chạy đâu ai dám hỏi xe của chị đâu. Vậy hả? Chạy xe đó là không bao giờ sợ mất luôn á chị. Đúng rồi, con đem chị để ngoài đó không đó. À hả? Chị để ngoài đó. Chiếc xe đó chị chạy mười mấy năm, mua lúc trước mua 5 triệu hả? 5 triệu mà mua xe cũ của anh ta. À vậy là còn lại chị là còn lại 1.726.000 để chị có thể là chị em khuyên chị á, là nên bán phế liệu hay bán lại cho ai đi. Chứ bây giờ chị chạy chiếc xe đó có tú nó nguy hiểm lắm, đúng không anh Vũ? Theo anh nhận thấy đúng không? Đúng rồi. Chạy nó đại nó hết hạn, em nói chỉ còn có mình chị chạy chiếc xe đó thôi đó. Chị nhỏ hôm trước nó mòn hết trơn. Nó mòn hết rồi, trơn mưa đó. Mòn dữ luôn. Trước cũng bình luôn. An toàn nó phải quan trọng. Như nổ bánh xe trước dễ té lắm. Té lắm. Té là chiếc xe có tú mà lật là sao nó nguy hiểm. Đây em thay mặt cho bạn hàng ở Mỹ gửi trước mắt cho chị là còn lại 1.726.000. Đây. Rồi còn rất là nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân hỗ trợ cho chị. Và tạm thời em cứ giữ đó, khi các nhà lên thì em sẽ công bố sau. Với lại bạn hàng cũng hỗ trợ cho chị về cái phần ngôi nhà luôn. Ha. Rồi, lại, cảm ơn chị Hằng không? Hằng bằng tuổi em à. À gửi lại cảm ơn em nhiều. Chị mừng dữ lắm. Được chiếc xe chị đi mua bán mua sinh này, chị cảm ơn. À chị cũng nói dữ. Lời cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ mình từ trước đến giờ đi. À, chị ha. Cũng là gửi lại mạnh thường quân chú bác cô chú gì đó. Mà hỗ trợ chị từ trước đến nay chị mừng lắm. Không có cái này là chị không biết gì đâu nữa. Không có thì vẫn cũng phải chạy thôi. Tuy nhiên có thì nó đủ độ an toàn cho chị và cho bé. Mừng dữ lắm. Không có độ nào mừng bằng bữa nay. Mừng dữ lắm. Mừng sức mồ hôi luôn á, ước mơ hôi chưa. Đâu ngờ tính đâu giờ chiếc xe là mừng dữ rồi, mừng xe ba gác. Là chị đi nói với mấy người bạn, chị với mấy người mà ta bán luôn, ta hỏi thăm này kia nọ, hỏi có ai hỗ trợ không gì đó. Rồi chị mới nói có anh kia em hỗ trợ cho thì một xe khác có cái mua luôn cho Tú đừng có dột. Cho nên bây giờ trời mưa ai cũng hỏi là có dột không gì đó. Cái chị nói có người anh kia mà hỗ trợ chiếc xe. Nói với anh Vũ một tiếng đi, anh thợ sắc đẹp trai từ Đồng Tháp xuống. Em gửi lời cảm ơn anh Vũ nhiều nha. Cũng cảm ơn. Qua clip này cũng cảm ơn anh Vũ với lại vợ anh Vũ đã tạo điều kiện cho anh đi xuống tới Cà Mau này. Bỏ dạ, công ăn việc làm ở nhà. Chào tốt nghiệp không? Cảm ơn hai chồng nhiều nha. Cảm ơn hai chồng. Chúc hai vợ chồng đẻ con trai. Chưa có con hả? Có con gái à. Vậy hả? Dạ. Là lần này về đẻ con trai rồi. Một lần nữa thì cũng thay mặt gia đình của chị Dứa, anh Thích và bé Tú chân thành cảm ơn bạn Hằng ở Mỹ đã hỗ trợ cho chị có một cái chiếc xe. Cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ từ trước đến nay và thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là dành sự cho chị đút cơm cho Tú ăn, cũng như là thay chiều nay chạy chiếc xe mới rồi. Thì có thể là sẽ chia sẻ đoạn clip này cho cô bác quý anh chị xem luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau ạ. Rồi chào chị ha.